Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh thể thao Netsport 247. Quý vị và các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Sau đây là các thông tin đáng chú ý. Câu lạc bộ Nam Định lại thua, huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ đổ lỗi cho thời tiết. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ cho rằng thời tiết là một phần lý do khiến Nam Định nhận thất bại trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 13 V-League 2022. Vòng 13 năm League 2022, Nam Định có chuyến hành quân tới sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trái ngược với kỳ vọng, Nam Định tiếp tục nối dài sự thất vọng của người hâm mộ bằng trận thua với tỷ số 0-2. Lối chơi của Nam Định tỏ ra thiếu hiệu quả trên hàng công, còn hàng thủ thì mắc nhiều sai lầm. Đây đã là trận thua thứ 3 của Nam Định trong 5 trận gần nhất. Đội bóng Thành Nam cũng chỉ có duy nhất một trận thắng ở chuỗi trận này. Những kết quả tệ hại khiến Nam Định vẫn dậm chân ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 10 điểm. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ với khuôn mặt đầy sự buồn bã đã nêu ra hai lý do khiến Nam Định phải nhận thất bại, trong đó có thời tiết. Câu lạc bộ Nam Định mặc dù đã chơi rất cố gắng song do trời mưa to, sân trơn khiến việc tấn công của các cầu thủ gặp bất lợi. Đặc biệt là sự thiếu vắng của các cầu thủ trụ cột do dính phải chấn thương khiến sức mạnh của toàn đội giảm đi đáng kể. Trợ lý Thanh Hóa trách trọng tài sau khi thua Bình Định. Trợ lý huấn luyện viên Svetislav Tanasijovic bức xúc khi trọng tài hai lần từ chối bàn thắng của Thanh Hóa trong thất bại 1-2 trên sân của Bình Định ở vòng 13 V-League 2022. Chúng tôi ghi 3 bàn nhưng chỉ được công nhận 1 bàn. Tôi không hiểu các quyết định của trọng tài. Trợ lý Svetislav Tanasijovic, người được giao dẫn dắt Thanh Hóa do huấn luyện viên Ljubeko Petrovic đã nhận 3 thẻ vàng, bức xúc sau trận thua trên sân Quy Nhơn. Phút bù giờ của hiệp 1, khi tỷ số đang là 0-0, Gustavo bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Minh Hoàng sau quả tạt từ bên cánh trái của Quốc Phương. Tuy nhiên, trọng tài Nguyễn Đình Thái không công nhận bàn thắng vì cho rằng ngoại binh của Thanh Hóa đã phạm lỗi đẩy người khi nhảy lên đánh đầu. Phút 70, khi tỷ số đang là 1-1, trọng tài lần thứ 2 từ chối bàn thắng của Thanh Hóa. Sau cú đánh đầu cận thành của Gustavo không thắng được thủ môn Minh Hoàng, thắng lao vào đá bồi tung lưới Bình Định. Nhưng trọng tài cho rằng cầu thủ của đội khách đã việt vị. Chúng tôi không biết phạm lỗi hay việt vị chưa, tôi sẽ xem lại. Nhưng tôi nghĩ ở tình huống đầu, cầu thủ của tôi không phạm lỗi, cậu ấy nhảy lên và không đẩy đối phương. Cầu thủ Bình Định va vào thì đúng hơn. Tình huống thứ hai, Văn Thắng cũng không việt vị. Tôi không đánh giá về trọng tài, nhưng có nhiều tình huống không hiểu họ bắt thế nào nữa. Tôi nhớ trận trước, Bình Định cũng được công nhận một bàn thắng khi cầu thủ dùng tay chơi bóng, ông Tanasijovic nói thêm. Trợ lý của Thanh Hóa nhắc tới trận Bình Định ngược dòng thắng Thành phố Hồ Chí Minh 2-1 trên sân Thống Nhất ở vòng 12. Khi đó Xuân Nam dùng tay hất bóng cho Jermilin chưa gỡ hòa 1-1 ở phút 89, trước khi Hồ Tấn Tài ấn định tỷ số 2-1 phút bù giờ. Cũng trận này, trọng tài mắc lỗi, không công nhận một bàn thắng hợp lệ của Thành phố Hồ Chí Minh khi đội bóng này đang dẫn 1-0. Làm thay đổi cục diện trận đấu. Xa hơn là ở vòng 7, Xuân Nam dùng tay ghi bàn nhưng vẫn được công nhận trong trận hòa 1-1 với Sài Gòn FC. Không có sự chỉ đạo của huấn luyện viên Petrovic, lại phải làm khách của Bình Định nhiều ngôi sao nhưng Thanh Hóa chơi kiên cường. Sau khi để Xuân Nam chọc thủng lưới phút 47, họ gỡ hòa 1-1 nhờ pha đánh đầu của Minh Tùng phút 62. Tuy nhiên, đội bóng xứ Thanh vẫn ra về tay trắng khi để Linh chơi đánh đầu ấn định tỷ số 2-1 ở phút 80. Thua trên sân Quy Nhơn, Thanh Hóa đứng thứ 8 với 15 điểm. Họ sẽ làm khách của Viettel ở trận đầu tiên giai đoạn 2, ngày 28 tháng 8. Đánh giá thế nào về phát biểu của hai huấn luyện viên hãy để lại bình luận phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ Netsport 247 nhé.